Chim cảnh đất Việt xin chào tất cả các bạn. Hiện tại mình đang bán một số phụ kiện dành cho chim cảnh, trong đó có cống tàu dành cho chim họa mi. Như các bạn đang thấy ở trong video clip này là những bộ cống tàu hoa rất là đẹp. Thì tùy cái sở thích của từng bạn, các bạn có thể chọn những cái màu sắc và cái hoa nó phù hợp với mình. Bạn nào có nhu cầu liên hệ trực tiếp với chim cảnh đất Việt theo số điện thoại 0944114410 hoặc 0908070555. Mình đang ở 274/29 nhà số 7 phố Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội và có ship hàng toàn quốc. Thì đây, mình sẽ quay chi tiết hơn vào từng cái bộ cống và từng bộ hoa để các bạn có thể là tiện theo dõi. Đầu tiên, bạn nào mà hợp với màu đỏ thì có thể lấy cái màu đỏ hoa lớn này. Đấy, rất là đẹp. Đây, các bạn thấy này. Một bộ của nó gồm 3 chiếc nhé. Đấy. Đây này. Bộ kế tiếp. Đặc điểm của những cái bộ cống tàu này thì càng có ánh sáng vào nó càng đẹp, đặc biệt các bạn cứ soi những cái đèn vào thì các bạn thấy nó nổi hết toàn bộ hoa lên. Đấy, nó rõ ràng và rất đẹp. Đây, tiếp theo. Hai tai gắn của nó luôn. Bộ men xanh rất là mát mẻ. Thì một bộ của nó là gồm 3 chiếc dài như nhau thôi. Mỗi một mẫu hoa chỉ có 1-2 bộ thôi. Đây. Vừa rồi là mình đã đang quay cho các bạn là xem những cái bộ cống rất là đẹp. Đấy. Cái này là đồng giá nhau là 400.000 một bộ nhé. 400.000 một bộ thì nó bao gồm cả những cái tai tàu như thế này, tai tre luôn. Đấy. Thì các bạn có nhu cầu liên hệ trực tiếp với chim cảnh đất Việt theo số điện thoại 0944114410. Thì các bạn theo dõi thêm trên Facebook chim cảnh đất Việt hoặc là kênh đất Việt chim cảnh trên YouTube. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi clip này. Xin chào tất cả các bạn.